Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Thành Eji. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series là One Piece song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về cái cuộc đối đầu giữa Akainu, Kizaru, Fujitora đối đầu với Buggy của băng hải tặc dâu đen, Zoro và Marco Phượng Hoàng. Thì nếu các bạn thích cái cặp đấu nào, hãy comment xuống phía dưới. Mình sẽ lựa chọn cái comment được nhiều người yêu thích nhất để làm trong tập kế tiếp. Ok, nó sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ vào phần setting này. Chúng ta sẽ chỉnh lại phần máy là cấp độ 7, mắc thời gian cũng như là HP, nộ khí và cái support ở chế độ bình thường hết. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Điều tiên mình sẽ chọn là support. Chúng ta sẽ cần một support, đó chính là vua hải tặc này, chắc chắn rồi. Và thứ hai mình sẽ cần thêm hai support nữa. Chúng ta sẽ chọn là xem nào. Chúng ta sẽ chọn là Kiros này, chú đính chì, sẽ tăng cái sức tấn công cho mỗi một cái thành viên mà ngã xuống, cái đồng minh ngã xuống. Có khi nào khi là bị chết thì sẽ tăng sức tấn công cho thành viên còn lại không? Ok, mình sẽ chọn là Kiros. Tiếp theo mình sẽ chọn là Bellamy. Bellamy nó sẽ kích hoạt cái khả năng deal sát thương khi mà đối phương, hình như đối phương sử dụng cái nộ khí thì phải. Ok, chúng ta chọn 3 support xong rồi. Thì đầu tiên ta sẽ chọn là Akainu. Akainu, mình sẽ chọn Akainu phiên bản phim Gold, mặc bộ đồ trắng luôn. Thứ hai là Kizaru, đô đốc ánh sáng. Đây, Kizaru đô đốc ánh sáng. Và cuối cùng là Fujitora, đô đốc hổ tím. Chúng ta cũng sẽ chọn là support thôi. Support cũng sẽ có là vua hải tặc này. Đầu tiên là vua hải tặc, thứ hai là Kiros, thứ ba là Bellamy, và mình sẽ chọn Buggy, đội trưởng đội số 1 của băng hải tặc dâu đen, Marco, đội trưởng của băng hải tặc dâu trắng, và cuối cùng là Zoro. Thì thật ra là Zoro thì cũng có cái chức vụ tương đương với vị trí đội trưởng thôi, chỉ ở sau mỗi thuyền trưởng. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Một trận đấu rất là hay đây. Buggy sẽ đối đầu với Akainu, Kizaru đối đầu với Marco, còn Fujitora đối đầu với Zoro. Khá là hợp lý đấy. Chúng ta sẽ chờ xem là liệu ba đội trưởng sẽ có thắng được các một thủy sư đô đốc với hai đô đốc hay không. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, Buggy sẽ đấu trước. Vào nhanh đấy. Đều né này. Né đi đâu? Wow. Vỡ giáp. Lên trời. Rồi ôi. Khỏe vãi. Úm cà. Rồi ôi. Vào đây. Thằng Buggy gần như là không thể đỡ rồi. Awaken. Uy hà này. Ây chà. Yếu vãi. Ây chà. Ok. Acid. Fuji, Kizaru lên luôn. Nhanh nhờ. Nhanh đấy. Combo. Thấm đấy. Ok. Nhanh thế nhở. Không theo kịp luôn. Mình ánh sáng cơ mà. Di chuyển tốc độ cao. Ồ, nó vẫn lướt qua được. Di chuyển tốc độ cao. Zoro lên. Ok ui. Fujitora cũng chết luôn rồi. Nhanh quá. Ok, đổi người. Không cần đổi. Vỡ giáp. Tiếp theo. Wow. Vỡ giáp luôn. Fujitora. Chạy đâu. Zoro này. Nằm xuống. Nạp. Wow, sợi ơi. Nằm xuống tiếp. Chết luôn rồi. Còn một thằng. À chà.
Khá là ghê. Nằm, ui không kịp. Nhanh thế. Nằm xuống đi. Nằm đi. À, công tăng lên 4 ạ. Hai người nằm xuống công tăng lên 4, tạo nào khỏe thế. Xịt rồi. Ôi trời ơi. Phá răng. Uầy uầy. Khỏe thế. Công tăng lên 4 ạ. Ai chà. Cũng ghê. Mình cũng công tăng lên 4 rồi. Công ta cũng tăng lên 4 rồi đây. Wow. Oh. Combo khỏe. Ai chà. Hắn tiêu. Chạy đâu. Mày chạy đâu nữa. Mưa thiên thạch đây. Punisher. Meteor Volcano. Chết đi. Kinh quá. Hai thằng mỗi thằng tăng 2 công. Đây tăng mình tăng lên được 4 công đây. Có nghĩa là khi mà chết đi ấy, nhân đồng đội mà chết đi thì tăng công. Khá là hay. Đây là tác dụng của Kiro. Ok, và mình sẽ chọn lại ba ấy đi, ba đội trưởng. Coi như là ba đội trưởng đi. Sẽ đối đầu với ba đô đốc. Một thủy sư đô đốc. Chúng ta sẽ chọn Zoro trong trạng thái Sura. Tiếp theo là Marco. Marco Phượng Hoàng và cuối cùng là ok, sẽ có là Burzy. Burzy chết nhanh vãi, chưa kịp làm gì luôn. Chúng ta sẽ chọn Akainu Film Gold này. Tiếp theo là Kizaru. Kizaru cái bộ này đi. Chúng ta sẽ có hai bộ mà. Và cuối cùng là Fujitora hổ tím. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Cái thằng chú đính chỉ Kiros khá là hay, cái tác dụng khá là hay, tăng công. Ok, thì đây là cái đòn của Burzy, đòn phản đòn à. Nhiều là cái sóng xung kích vậy. Ok, và mình sẽ đối đầu trước, mình sẽ dùng Zoro Sura đối đầu trước. Chém nhanh hơn mà. Chém nhanh hơn mà, chém nhanh hơn mà. Wow wow. Wow. Ok, đẹp. Wow. Xịt rồi, xịt rồi. Wow, trời ơi, đẹp. Wow. Sao nó thấm thế? Ô, oh, trời ơi. Đỡ, 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 đỡ đi. Wow, chạy đâu ấy? Ai chà. Acid Glass ngay. Đáng em mình không nên dùng. Ok. Burzy lên. Úi xời ơi. Ô xời ơi, từ từ. Vỡ giáp. Ok. Ai chà. Ai à, đau đau. Ok. Gươm ánh sáng, gươm ánh sáng, gươm ánh sáng này. Đòn khỉu tay. Đòn kiểu anh nạp. Nạp chạy đâu. Chúi rồi. Nó né được. Ô. Mình nằm rồi. Mình nằm rồi cơ mà. Ui ha này. Đổi người. Lên. Di chuyển tốc độ cao. Di chuyển tốc độ cao. Ôi, Flash War. Wow. Hay thế nhở, hay thế, hay thế. Combo. Combo, quá đẹp, quá đẹp. Lên trời, lên trời. Ô, oh, được. Ô, oh, không được, không được. Tốn máu thế. Úi, rồi ôi. Ăn đòn đi, ăn đòn đi, đúng rồi, đúng rồi. Akainu này. Vào đây Akainu, vào đây, vào đây. Lao đến, lao đến. Ôi lửa, lửa, lửa. Lửa này. Ăn tiêu. Ta sẽ đến đây, ta sẽ đến đây. Wow. Gì chuyển độ cao à. Mày chạy nhanh à. Chạy nhanh này, ăn đòn đi. Máu Phượng Hoàng. Lao đến. Kết thúc rồi. Phượng Hoàng bất tử. Wow, đẹp vãi. Bay lên. Bay lên. Vỡ khán đài.
Đuổi. Ôi trời ạ. Ôi trời, đuổi ngươi. Mình chết bá rồi. Vỡ rồi. Ồ, thằng tăng công, tăng công. Tăng công của ơi. Đừng mà thua nhá. Ôi. Vỡ giáp, đúng rồi. Ôi trời. Ôi bị đấy. Vỡ giáp đi, vỡ giáp, vỡ giáp. Chạy đâu. Vỡ giáp tiếp. Ôi đừng. Ôi. Vỡ giáp. Ủa ôi, rất là căng thẳng luôn. Vất vả mãi mới thể thắng được. Và ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên là bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhá. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.